biệt. Năm nay thì Mega Fashion có cả áo dài để chúng ta có thể lựa chọn mặc Tết luôn. Bởi vì là Phương biết là những năm gần đây thì mọi người bắt đầu có xu hướng mặc áo dài để mặc Tết rồi. Bởi vì là những cái bộ áo dài này có rất là nhiều kiểu, chứ nó không còn là thuần là cái kiểu truyền thống ngày xưa. Nó bó sát xong rồi nó dài nữa, mọi người sẽ khó mặc. Và đây là một cái mẫu áo dài mặc Tết dáng cách tân để mọi người dễ dàng mặc trong những cái dịp Tết mà mình không bị kiểu quá dài rồi quá lòng thòng khó chịu. Mẫu áo dài này thì là áo là chất liệu kiểu như là tơ ấy, chất liệu lụa tơ, nó rất là mềm, nó rất là mượt và đặc biệt là nhìn rất là bay bổng. Tay thì là dáng tay lửng, áo thì là áo dáng suông, đó, áo dáng suông như thế này. Đấy. Và cái tà của nó cũng không quá dài, ngắn thế này thôi để mọi người dễ dàng di chuyển đi lại hơn. Và khi mà mua set này thì nó sẽ gồm cả cái quần đen ở bên trong luôn cả nhà nhá. Cái quần đen này thì ở phía đằng sau nó sẽ là cặp chun, nên là kiểu nó sẽ cân hết tất cả các dáng bụng luôn. Kiểu bụng của chúng ta hơi to thì cũng không sao cả. Và Phương cực kỳ thích cái họa tiết được in ở trên cái mẫu áo dài này. Đó, cũng là một cô gái mặc áo dài luôn. Ở phía bên dưới thì có phối rất là nhiều họa tiết hoa nữa. Nói chung ấy là cái phần tà này nó vừa nổi bật, nó vừa truyền thống, nhưng mà nó vẫn rất là thời trang. Những cái mẫu áo dài như thế này thì cực kỳ phù hợp để mọi người mặc đi chúc Tết này, đi lễ chùa này. Đó, rất là xinh. Và nói chung là phụ nữ mình cứ mặc áo dài là auto đẹp rồi đúng không? Và số lượng của bộ áo dài này thì cũng có rất là ít thôi, nên là nếu mọi người mà thích thì nhớ là nhanh tay để lại comment đặt hàng cả nhà nhé.